Đỗ Hà khóc không ngừng trong bài phát biểu kết thúc nhiệm kỳ. Trong màn phát biểu Final Walk, đương kim Hoa hậu Việt Nam 2022 rơi lệ vì xúc động. Nàng hậu sinh năm 2001 gửi lời tri ân đến bố mẹ và ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam. Bà Phạm Kim Dung và những người đồng hành cùng cô suốt 2 năm đương nhiệm nhiều khó khăn và thử thách. Đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2022 diễn ra tối ngày 23 tháng 12 tại nhà thi đấu Phú Thọ, thành phố Hồ Chí Minh tối nay. Đương kim Hoa hậu Đỗ Thị Hà trao lại vương miện cho người kế nhiệm. Trước khi trao cho tân Hoa hậu vương miện Hùng Ca Chim Lạc, Đỗ Thị Hà có màn Final Walk ấn tượng trong bộ trang phục gợi cảm. Đỗ Thị Hà khóc trước thời khắc trao lại vương miện cho người kế nhiệm. Chứng kiến con gái rơi lệ trên sân khấu ở những ngày cuối nhiệm kỳ, bố mẹ của Đỗ Thị Hà không kiềm được nước mắt. Bài phát biểu của Đỗ Thị Hà đồng thời lay động cảm xúc của khán giả. Sau giờ phút này thôi, Hà sẽ không còn được gọi là đương kim Hoa hậu nữa. Để mà nói về cảm xúc sau 2 năm đương nhiệm, Hà khó có thể diễn tả được bằng một tính từ nào. Nhưng cho phép Hà được gói gọn khoảng thời gian ý nghĩa đó bằng từ biết ơn, cô nói. Đỗ Thị Hà nói cô rất biết ơn thanh xuân cho cô danh hiệu Hoa hậu Việt Nam vô cùng cao quý mà cô luôn luôn trân trọng và nâng niu. Cô biết ơn tuổi trẻ tràn đầy năng lượng và mạnh mẽ để chịu được sức nặng của vương miện. Đương kim Hoa hậu Việt Nam đồng thời cảm ơn những lời khen, những lời chê bai, miệt thị. Điều đó giúp cô mạnh mẽ hơn để giờ đây vinh dự được trở thành tấm gương truyền cảm hứng đến các bạn trẻ. Hơn hết, Hà trân trọng những ngày tháng đầy khó khăn vất vả với bao nhiêu nỗ lực để tôi luyện nên một Đỗ Hà đầy mạnh mẽ. Hà đã từng mệt mỏi, áp lực nặng nề, từng khóc một mình rất nhiều nhưng không sao hết. Hôm nay Hà đứng đây với đầy sự tự tin và hãnh diện về nhiệm kỳ của mình. Cảm ơn bố mẹ, gia đình đã cho con cuộc sống, hình hài xinh đẹp, cho con thật nhiều lời động viên mỗi khi con muốn ngã gục. Dù có những lúc con trẻ con, ương bướng nhưng trên hết con vẫn yêu bố mẹ rất nhiều, cô nói trong sự xúc động. Đỗ Thị Hà đồng thời gửi lời cảm ơn đến Ban Tổ chức Hoa hậu Việt Nam, trưởng ban giám khảo Lê Xuân Sơn, phó trưởng ban tổ chức Vũ Tiến, bà Phạm Kim Dung, ông Hoàng Nhật Nam, công ty Sen Vàng vì luôn bên cạnh và giúp đỡ cô trong mọi tình huống. Cảm ơn chị Phương Anh, chị Ngọc Thảo đã luôn cố gắng cùng với em thực sự yêu và tự hào về các chị. Cảm ơn bạn bè người hâm mộ vì luôn bảo vệ Hà và cùng Hà viết nên thanh xuân rực rỡ. Còn rất nhiều những sự biết ơn từ tận đáy lòng mà Hà luôn khắc ghi. Dù sau này Đỗ Hà có là ai, làm gì thì Hà xin hứa vẫn tiếp tục thực hiện trọn vẹn những sứ mệnh của mình. Và một lần cuối, cho phép Hà được hô tên mình với lòng hãnh diện và tự hào nhất, Đỗ Thị Hà, đương kim Hoa hậu Việt Nam, cô phát biểu. Sau màn phát biểu của Đỗ Thị Hà, Ban Tổ chức Hoa hậu Việt Nam công bố các giải thưởng phụ, đồng thời xướng tên, trao giải cho các hoa, á hậu, chủ nhân của vương miện Hùng Ca Chim Lạc, tân Hoa hậu Việt Nam 2022.